Nó chưa nhảy số. Hay là tối nay ăn gà không hay ơi? Hay ơi, tối nay ăn gà không? Chắc 9 giờ chứ đi đâu nữa. Vụ giờ mới đến thì mấy giờ mới đi. Nữa hả? Uống bữa ăn chưa chán à? Chị thấy nhân viên nhà em không chị Mì? Dạy không á? Em làm gì ăn cửa vậy chị? Cái đấy đi bộ đi hơi xa quá à. Ê, chị thấy tụi em đi mua đồ đi bộ một cây số không? Đi bộ từ đây qua Nguyễn Văn Bảo. Xa mà. Cả cây ý. Hình như một cây hơn một cây ra. Sáu đứa đi bộ qua đây mua đồ. Thấy biết cỡ nào đấy. Quần áo. Không, cái tiệm mà đi qua. Ủa đầu đường, đầu đường. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa chị biết tiệm đây hả? Không biết. Nhưng mà đồ đấy thì chắc không hợp với chị đâu. Chị toàn bánh bèo không à. Chẳng phải nó không có bánh bèo. Bánh ú không à. Bánh chui. Ê sức đi, sức đi. Gấp trời ơi, sức thuốc con 5 giây luôn á. Đi rồi bụi nó vô nó lại viêm lên nha. Mệt ghê á. Bye bye chị. Bye bye nha. Bye bye nha. Thấy không? À, Việt kiều Mỹ đấy. Vì có học tiếng Anh không nói tiếng Anh chuẩn dư vì. Còn tiếng Anh nói tiếng Anh chuẩn vậy. Nó học cả tiếng em với tiếng Anh là cái gì? Học bằng di chỉ không có. Cái bằng mà em không thể học được ấy. Em biết. Gì? Không, không có gì.
Nhớ mẹ à? Ủa Vũ đâu rồi? Chị An rửa mặt bằng người ta rửa hai cái mặt luôn. Bao nhiêu dương? 12 tháng 12. Trời ơi, nhìn vậy thôi chứ. Đó, chị ăn bệnh như vậy đi. Làm cận nghĩa. Quá trời, quá đất con bé này rồi. Chịt thấy chưa, ai cũng đồng tình với em mà. Ừ, vậy mới giảm cân được chứ. Thấy miệng mà nói được mà. Để con nói được trời ơi, ốm đúng cái lúc mà hôm sinh nhật chị thì thôi buồn. Trời ơi, vô tới năm cha chị thấy đo mạnh chưa? À, sốt đó chuyển nước biển nhiều lắm, nó thiếu nước nhiều lắm. Hồi xưa chị đi thực tập bệnh viện chị biết không? Trời. Trời, mình đừng có đùa, mình nằm xuống đây chị tiêm được cái mày luôn đấy. Không, em ra ngoài cầu em tiêm được rồi. Ôi trời ơi. Mình tưởng hết rồi. Ủa, cái mặt bên này chưa lấy mà. Bên này. Bên nào chưa lấy? Bên này. Hả? Bên này nè. Sao sao em thấy nó ngon luôn. Thì mặt có mụn đâu mà lấy. Wow. Ghê không, ghê không? Tưởng hết rồi, nhìn xuống cái cổ. Mẹ ơi. Ừ. Chị Hoa quỳ có 8 phút à. Nó bệnh nó cũng không có mập lên được lắm nha. Nó không có nước tuệ kháng mập lên. Nó không có gì để nó mập hết á. Cạo nhà trước xong mới qua đây hả? Tao cạo sơ miết là hôm nay con có chuyện. Là yếu rồi. Chuyện thế nào? Là yếu. Chắc là sau cục này nó bị cái gì rồi ta? Nó hơi nặng chứ. Mà chứ lấy bụng không lấy bụng mà chết bệnh thêm. Tụi nó vẫn còn khỏe re mà. Đứa nào cứ mệt vậy. Thank you.
Nó có bị tối không? Không. Mà chị lấy có em kịp quay không? Bật 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 máy xông hơi đi. Thế này chắc giờ làm 10 khách được cũng được đúng không? Nói ra là nó mệt liền luôn á. Thật luôn á. Chú sẽ ba kịp cực ghê á. Ê dạo này like có mấy người vô nói tào lao ghê á. Trời ơi, sáng này like comment 30 phút mới có người trả lời. Chị ăn like xong chị đi ấy. Đấy là tại em không 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 comment đúng cái lúc chị đang đứng đấy đâu. Ở bệnh viện mà chuyện nước biển không lo hết bệnh mà lo mình lên một không. Ở bên nằm viện luôn hả? Dạ. Mấy ngày? Nằm 5 ngày. 5 ngày luôn? Có Facebook chị luôn. Rồi. Có Zalo chị luôn. Chị cho em cục phong hồn chị chủ. Ấy lý sư mà ngày xưa tà thân gái. Ê, cầm tay chị làm gì vậy? Quay cam cầm lòng vậy.